Vậy thì chìa khóa giúp cho bạn dư dả và thịnh vượng là gì? Có hai cách để cho bạn kiếm tiền. Cách thứ nhất là bạn kiếm tiền nhanh luôn, nhanh gọn lẹ bằng cách là gì? Đi bưng phở. Có một cái ông chủ, ông nói rằng là nếu như bạn chịu bưng phở cho tôi thì một tiếng tôi trả cho bạn 22.000. Bây giờ bạn làm bao nhiêu tiếng tôi trả bấy nhiêu tiền. Vậy thì mình làm 5 tiếng là mình có hơn 100.000 rồi, đúng không? Vậy thì đây là cái cách nhanh nhất để bạn có tiền. Nó không cần phải suy nghĩ, không cần phải giỏi tư duy, không cần phải giỏi kiến thức, không cần phải giỏi gì hết trơn. Mình bán sức khỏe, mình lấy tiền cho nó nhanh, rất nhanh và lẹ luôn. Và cái cách này á là mình bưng phở cho đến khi là mình tắt thở đi thôi. Và cái cách số 2 đó là cái cách mà mình phải trở thành con người có giá trị hơn với mọi người và với xã hội này. Và khi mà bạn trở thành con người có giá trị thì tiền bạc sẽ đuổi theo bạn, chứ không phải là bạn phải đuổi theo tiền. Nhưng mà cái vấn đề là để mà trở thành con người có giá trị á thì nó cần phải nuôi dưỡng và gieo trồng. Ví dụ như là bạn muốn có trái ổi bạn ăn á, một á là bạn đi ăn cắp của người ta, hai là bạn phải trồng cái hạt ổi xuống, rồi bạn tưới nước, bạn bón phân cho nó lớn, rồi nó sinh ra trái, bạn có trái bạn ăn. Thì cái cách số 2 nó giống như cái cách mà mình phải trồng trọt, mình phải nuôi dưỡng cho đến khi nào mà mình có quả mình ăn được. Nên là rất là nhiều người họ không có làm cái cách số 2 được, bởi vì họ không có kiên nhẫn. Họ muốn nhanh là bằng cách là họ chơi số đề, rồi họ đầu tư lời lãi, rồi họ chơi cờ bạc đó. Nên là có lý do là tại sao có nhiều người họ mất tiền trong cái cờ bạc, trong lời lãi, là bởi vì họ muốn nhanh. Nhưng mà những người mà có tầm nhìn thì họ sẽ chọn cái cách mà tạo ra tiền thứ hai, đó là họ trở thành con người có giá trị.